Ok các bác nhá, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Em Hiệu đến từ Lào Cai, chuyên kinh doanh thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp và đồ gia dụng của Trung Quốc các bác nhá. Thế thì ngay ngày hôm nay, ngay cái video này em Hiệu cũng sẽ lại nói về cái bếp này các bác nhá. Hiện tại cái bếp này đang rất là hot. Đấy. Hiện tại thì em đang nhập về với số lượng rất là nhiều và em cũng đang bán ra phân phối ở thị trường Việt Nam cũng rất là ok. Thì là bây giờ ấy, em cũng chia sẻ thêm một số thông tin nữa về cái sản phẩm này để cho các bác có thể là người tiêu dùng có thể là yên tâm sử dụng hơn một chút các bác nhá. Có thể là nhiều bác không thích sản phẩm của Trung Quốc, nhiều bác có thể là thậm chí còn kỳ thị cái sản phẩm của Trung Quốc nữa. Đấy, thế thì hôm nay em cũng muốn đưa một cái số thông tin đến để cho các bác có thể là nắm được, để cho các bác có thể tìm hiểu được kỹ hơn về một sản phẩm các bác nhá. Đó, thế thì báo cáo các bác này, cái thương hiệu Opaicn này này, em Hiệu cũng đã cất công và tìm kiếm nó ở bên Trung Quốc, là nó là một cái thương hiệu lớn, nó là một nhà máy lớn và nó đã có tên tuổi với Trung Quốc rồi. Đấy, nó đã có lâu đời ở cái Trung Quốc của tôi nhá. Thì nó là sản phẩm ra, nó chuyên về thiết bị nhà bếp, có nghĩa là chuyên về bếp ga, bếp từ, hút mùi. Thì cái dòng Opaicn này nó là một công ty lớn của bên Trung Quốc. Đấy, cái sản phẩm này của bên em Hiệu nhá, bảo hành 3 năm, chưa có một đơn vị nào, chưa có một đơn vị nào có thể đơn vị lớn là bảo hành sản phẩm bếp ga là 3 năm. Nhưng bên nhà máy, người ta đã cam kết và chất lượng bằng việc là bảo hành cho các bác là 35 nhé, là một khoảng thời gian rất là dài. Đấy, thế thì cái sản phẩm này các bác cứ hỏi là có linh phụ kiện không, các bác lo là những đâu hỏng hóc thì là nó có cái đồ sửa không, thì báo cáo các bác bên nhà máy người ta đã chủ động, người ta gửi cho em rất là nhiều linh phụ kiện, từ cái kiềng này cho đến cái nút này và những cái bộ phụ tùng bên trong, thậm chí cả những mặt kính này các bác có làm vỡ đi chăng nữa thì bên em Hiệu cũng có để cho thay thế cho các bác nhé, nên các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Đó, việc cam kết chất lượng thông qua là bảo hành các bác nhá. Đấy, thời gian bảo hành của em nó kéo dài rất là dài để cho các bác yên tâm các bác sử dụng. Nhận hàng các bác được quyền kiểm tra trước khi thanh toán, các bác bóc ra đây, các bác có thể là xem có phải là ông Hiệu ở trên kênh YouTube ông ấy giới thiệu cái bếp ga này nó là như thế này không, thì các bác cứ bỏ ra, các bác xem tỉ mỉ chi tiết, nếu không đúng nội dung của em Hiệu các bác có thể hoàn toàn trả lại cho em, các bác không phải mất một cái gì cả các bác nhá. Đấy, thế thì ở trên thị trường ấy, nó cũng có một số cái sản phẩm nó cũng tương đồng. Đấy, nhưng mà có thể là nó là cái giá thành nó rẻ hơn một chút, nhưng nó không phải là cái thương hiệu Opaicn đâu nha. Cái vấn đề nó nằm ở đây này, nó nằm ở cái Opaicn này. Đây là một thương hiệu lớn và nó là một cái thương hiệu nó đã khẳng định được cái chất lượng của nó rồi. Có nhiều sản phẩm trên thị trường hiện tại bây giờ nó cũng đang lan lá rồi, nó rẻ hơn, nhưng mà báo cáo các bác này, nó rẻ hơn nhưng mà chưa chắc nó đã chất lượng bằng cái sản phẩm này đâu nha. Đó, các bác cũng có thể tìm hiểu, các bác tìm hiểu thật kỹ một chút, có nghĩa là để xem là bảo hành như thế nào, rồi là cái độ an toàn của nó là như thế nào, chất liệu của nó là như thế nào, thì các bác có thể tìm hiểu nhá. Còn một cái điều nữa này, mà em bật mí cho các bác này, em Hiệu dám nói lên và dám khẳng định đây là hàng nội địa của Trung Quốc. Có những bác cũng kinh doanh như em nhưng các bác không dám nói, được chưa? Không dám nói đây là hàng của Trung Quốc. Em Hiệu dám nói, là tôi bán hàng của Trung Quốc, tôi bán hàng nội địa của Trung Quốc, tôi biết là hàng này rất là tốt, rất là bền. Em Hiệu dám nói như thế. Nhưng có nhiều bác cũng bán hàng như em, cũng bán bếp này như em nhưng mà không dám nói đến hàng của Trung Quốc. Các bác có thể các bác làm nó lại là cũng mẫu mã như này, các bác lại in là Japan này, đúng không ạ? Các bác in là Thái Lan này, các bác in là Đức này, các bác in là vân vân. Thế thì em đặt một câu hỏi là tại sao không dám nói sự thật là đây là hàng Trung Quốc, mà tại sao là phải nói là đây là hàng của nước nọ nước kia mà không dám nói là hàng Trung Quốc? Và báo các bác này, khi mà các bác tìm được đúng cái địa điểm, cái cơ sở và cái người bán đúng hàng của Trung Quốc ấy, thì các bác cực kỳ yên tâm luôn, vì hàng nó cực kỳ bền. Đấy, chứ còn nhiều bác ấy, ở trên mạng ấy, trên internet các bác có thể là cũng là cái sản phẩm như thế này nhưng mà các bác không phải là tên như thế này, các bác lại lấy tên là Japan, các bác lại bảo là đây không phải là hàng của Trung Quốc, đây là hàng của Nhật Bản hay là hàng của Thái Lan. Xin thưa các bác ấy, là anh em mình đừng làm như thế nữa. Có thế nào thì nói thế đấy, hàng của Trung Quốc là hàng của Trung Quốc. Hàng Trung Quốc có hàng tốt, có hàng xấu các bác nhá. Có hàng chất lượng nhưng có hàng không chất lượng. Cái này là do cái người bán thôi, người bán người ta có thể là người ta đặt cái hàng, người ta chạy theo lợi nhuận quá nhiều, người ta đặt những cái hàng mẫu mã đẹp meli nhưng mà về các bác dùng được một thời gian là hỏng, giá trị của nó chỉ có 500-600 nghìn. Nhưng báo cáo với các bác ấy, cái sản phẩm này của em giá không hề rẻ đâu nha các bác nhá. Các bác vào các bác có thể tham khảo giá của em, cái sản phẩm này giá cũng hề rẻ, có nghĩa là ý nói đây là tiền nào của đấy. Đấy, còn có thể là các bác có thể là nhìn thấy một số cái sản phẩm mẫu mã như thế này nhưng mà người ta bảo hành nó ít hơn, đấy, bảo hành ít hơn, có nghĩa là bảo hành ít hơn hay là giá thành của người ta rẻ hơn, thế đồng nghĩa với việc là chất lượng của người ta không được bằng. Mà trong khi đó không phải là Opaicn, em nhấn mạnh một chút, không phải là Opaicn mà người ta lại dán mác là Japan hay là Thái Lan, người ta không dám nói đến sự thật, người ta không dám nói đó là hàng của Trung Quốc, người ta sợ người Việt Nam tẩy chay hàng của Trung Quốc. Nhưng mà em dám nói đây là hàng của Trung Quốc, đây là hàng nội địa của Trung Quốc, và hàng nội địa của Trung Quốc ấy thì nó cực kỳ nó tốt luôn. Đó, nhiều người đang không thích, đang không ưa hàng Trung Quốc, nghe hàng Trung Quốc có thể lắc đầu. Vì tại sao? Có thể là ở trong cái quá trình cái thời buổi bây giờ ấy, về cái vấn đề chính trị thì người ta có thể là không thích Trung Quốc. Thế nhưng mà đối với về kinh tế và sản phẩm ấy, thì em Hiệu luôn luôn là người công bằng các bạn nha. Đó, sản phẩm này của em Hiệu thì được ship hàng toàn quốc, nhận hàng được quyền kiểm tra trước khi thanh toán. Số điện thoại của em Hiệu để ở phần mô tả bên dưới, 078 380 497. Các bác hãy tìm hiểu kỹ sản phẩm, được chưa ạ? Các bác hãy tìm hiểu kỹ sản phẩm xong rồi là các bác có thể là các bác ra quyết định, các bác ủng hộ em các bác nha. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.